nay mình review đi làm keo kéo của mình nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi thôi. Giờ mình hãy xe mình đi. Rồi chút xíu mình sẽ quay cho các bạn xem. Đi khoảng một đoạn đường nữa là mình đã tới chỗ rồi. Mình đi làm chỗ này á, thì cách nhà mình cũng khoảng chừng hơn cây số các bạn, gần đường đường ra anh chạy ra cũng rất là ngon rồi. Đường này người ta làm theo cặp theo sớm á, thì đường nó cũng được không được thẳng, nó đi theo những nhà ở gần đây này. Đường này người ta gọi là đường OD, cua quẹo nhiều lắm. Tiếp tục lại là cua quẹo.
trước có người đứng đó là tới chỗ mình làm nhạc hết đó.
Đó, xin lỗi vậy. Dạ. Ok.